Tiếp tục đến với nội dung bộ phim Băng Hòa Ma Chủ, Băng Tuyết Nữ Thần đã xuất hiện kịp thời ngăn cản tộc trưởng Bạch Nhân tộc, giải nguy cho Băng Lỗ. Nàng ta chỉ trích, đường đường là lòng triệu hoán sư đại nhân mà vì sao lại làm khó một tế tư của Băng Thần Tháp. Ông ta nghe về cũng đáp lại, bởi vì nữ thần tế tư bỏ bê việc quản giáo người này nên ông chỉ thay mặt người quản giáo hắn một chút thôi. Băng Tuyết Nữ Thần rất tức giận, vậy nhưng vẫn phải cố kìm nén, yêu cầu tộc trưởng tha cho Băng Lỗ một mạng mà giải trừ pháp lực tinh thần. Nàng ta đã lên tiếng, tộc trưởng cũng không thể không nghe theo. Sau khi được giải trừ cấm chú thuật, Băng Lỗ lập tức cúi đầu tạ tội với Băng Tuyết Nữ Thần. Giờ cũng xong việc rồi, nàng ta liền rời đi. Tộc trưởng rất tò mò kẻ đang ở cạnh Hy Vân rốt cuộc có thân phận gì mà lại khiến cho Băng Tuyết Nữ Thần phải bận tâm tới vậy. Lúc này Niệm Băng đang được Hy Vân đưa đi bỏ trốn. Sau cuộc chiến khốc liệt với Băng Lỗ thì hắn đã ngất đi vì kiệt sức. Trong lúc bất tỉnh, Niệm Băng thấy mình đang chiến đấu với đám người của Băng Tuyết Thành. Hắn cũng gặp lại cha mẹ mình trong giấc mơ đó, còn có giọng nói của Phượng Nữ nhắc nhở hắn không được gục ngã ở đây, đừng quên lời hẹn thề của hai người. Một lúc sau, Niệm Băng cũng thoát khỏi giấc mơ và tỉnh lại. Hắn và Hy Vân đều không biết mình đã chạy trốn đến tận đâu, vậy nhưng chắc chắn là Băng Lỗ đã không đuổi kịp nữa. Hy Vân đưa cho Niệm Băng một cái đùi heo mình vừa nướng. Niệm Băng thắc mắc, không biết cô bé tìm thấy thịt ở đâu, thì nàng ta dẫn hắn đến một nơi hoang vắng ở gần đó, rồi làm phép triệu hồi cáo nàn nà. Mùi nước tiêu của hồ ly rất khó chịu, vậy nhưng nó lại dẫn dụ được con mồi đến. Thấy một hoãng được đi ngang qua, hắn liền xuất trường tiêu diệt. Niệm Băng phát hiện ra trên người con hoãng này có một cục xạ hương có thể đuổi các loại côn trùng. Nếu như dùng làm dược thiện, còn có thể khai thông kinh mạch, vô cùng trân quý. Hắn xuất ra hỏa ma pháp nướng thịt cho Hy Vân ăn. Mùi vị thơm ngất ngây khó mà cưỡng lại được. Đang nướng thịt ngon lành thì Niệm Băng phát hiện có một tiếng động lạ ở gần đây. Một con rồng khổng lồ xuất hiện. Đó là loài thiết bội địa long. Con vật này vô cùng lợi hại nên Hy Vân muốn bắt nó về làm sủng vật. Cô bé đã nhờ Niệm Băng giúp đỡ một tay. Tiếng gầm của con địa long này vang động cả đất trời. Niệm Băng xuất băng mà phát ra tấn công vậy nhưng không có tác dụng. Ngược lại, con bị nó dùng đuôi hất văng vào vách đá. Hy Vân chạy tới đỡ Niệm Băng đứng dậy. Nàng nhớ rằng con địa long này tuy không phải là rồng thực sự, vậy nhưng cũng có thể miễn dịch với ma pháp tứ giai trở xuống. May mà Niệm Băng có thể sử dụng lục giai ma pháp. Niệm Băng bay lên không trung, xuất ra rất nhiều quả cầu hỏa ném về phía nó, vậy nhưng đều không có kết quả gì. Hóa ra đây là con thiết bội địa long hơn 100 tuổi, có thể miễn dịch với tất cả ma pháp cấp 6 trở xuống. Lúc này con địa long đã điên tiết lên, nó đập mạnh xuống dưới đất, tạo thành một con địa chấn. Hết cách, Niệm Băng đánh xuất ra băng thần chi màu ném về phía nó, rồi kết hợp đồng thời băng phá vũ với hỏa nguyên tố tấn công cùng một lúc. Cứ tưởng rằng nó đã bị hạ gục rồi, nhưng không, con địa long này đã tiến hóa lên thành kim bối địa long nên có thể miễn dịch với tất cả ma pháp cấp 8 trở xuống. Biết là sẽ không đánh bại địa long nên Niệm Băng đánh dắt Hy Vân chạy trốn. Con rồng liền đuổi theo sau, gầm một cái hất văng cả hai người vào vách đá. Sức mạnh và tốc độ đã tăng lên gấp bội. Thông qua tiến hóa thì nó đã mạnh đến mức kinh người rồi. Không thể để nó đuổi theo mãi được, Niệm Băng xuất ra hàn băng xạ tuyến tấn công trực diện vào người con rồng, vậy nhưng cũng không xì nhề gì. Kim quang trên lưng của nó lại có thể phá được ma pháp từ cấp 8 trở xuống. Cả hai lại tiếp tục chạy trốn. Khi có hiệu lệnh của Niệm Băng thì Hy Vân triệu hồi ra quan quan lao thẳng xuống, húc thẳng vào con rồng, khiến nó xây sầm mặt mày. Địa long phản công há miệng phun lửa, nướng heo bé heo của Hy Vân. Niệm Băng đành phải xuất ra 6 quyển trục ma pháp trì hoãn từ trong nhẫn. 6 quyển trục lao thẳng vào người địa long gắn chặt vào người nó rồi tạo thành một vụ nổ tung vang trời, vậy nhưng vẫn không hề có tác dụng gì cả. Niệm Băng và Hy Vân lại tiếp tục chạy trốn. Bị nó phát hiện ra chỗ trốn nên Hy Vân đành chạy ra, xuất tinh thần lực công kích thẳng vào mặt con rồng kìm hãm nó lại. Sau khi nó tiến hóa thành kim bối địa long thì tinh thần lực của Hy Vân chỉ làm nó hôn mê được một lúc. Nhân cơ hội này, Niệm Băng xuất chính dương đao lao tới chém nó liên tục. Đáng tiếc là vây giáp của nó quá cứng, không thể nào chém nổi. Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc thì bỗng nhiên một nguồn tinh thần lực cực đại xuất hiện hạ gục con địa long. Người vừa xuất thủ không ai khác chính là tộc trưởng Bạch Nhân tộc. Niệm Băng đột nhiên cảm thấy đầu đau như búa bổ nên đã làm rơi chính dương đao. Ông ta nhặt đao lên và cho biết đây là thanh đao tốt, vậy nhưng tiếc là hắn bây giờ lại không thể phát huy được uy lực của nó. Tộc trưởng Bạch Nhân tộc chính là cha của Hy Vân, sợ cha mình làm hại tới Niệm Băng nên cô bé đã đứng ra nói đỡ, hứa sẽ quay về với ông miễn là ông đừng làm hại đến hắn. Tộc trưởng nghe vậy tức giận, đóng băng tinh thần lực con gái mình lại. Ông đưa ra yêu cầu, nếu như có thể đánh bại được Tuyết Ưng thì sẽ tha mạng cho hắn. Niệm Băng xuất băng ma pháp chuẩn bị chiến đấu, Tuyết Ưng lao xuống xuất ra hai luồng đao gió. Niệm Băng liền nhanh tay xuất ra song sắc băng phong cầu,
vậy nhưng tốc độ của tuyết ưng quá nhanh. Nó nhanh chóng tránh né công kích rồi lao thẳng tới chỗ Niệm Bằng. Hắn xuất tiếp quyền ma pháp dung hợp, một cơn lốc băng và hỏa kết hợp lại với nhau ngăn cản tuyết ưng. Vậy nhưng con chim này cũng ghê gớm không vừa, nó xuất ra rất nhiều đao gió đáp trả. Niệm Bằng tiếp tục xuất ra băng hỏa dung hợp đuổi theo tấn công. Rồi sau đó nhanh tay xuất ra quyền trục ma pháp trì hoãn, kết hợp với băng phong tẩy lễ, nhốt tuyết ưng ở bên trong. Những sợi xích băng xuất hiện khóa chặt tuyết ưng lại. Sau đó xuất ra chính dương đao tạo ra băng lửa khóa chặt con chim thêm một lần nữa. Nhưng đến lúc gần đánh bại được tuyết ưng thì ma pháp lực của hắn đã cạn kiệt hoàn toàn, hắn ngã gục xuống. Nhân cơ hội này, tuyết ưng thoát ra rồi xuất ra rất nhiều đao gió về phía Niệm Bằng. Vậy là hành trình chinh phục các đại lục của Niệm Bằng đến đây có lẽ là kết thúc thật rồi. Diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào, các bạn hãy đón xem nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.